là Dũng đây các bạn. Thì hôm nay Dũng sẽ cho các bạn coi một cái rất là gọn gàng với các bạn. Đây các bạn, các bạn biết cái gì đây không? Nhìn quen không? Đây là cơm trái nha các bạn. Thì đây là công đoạn đang làm cơm trái. Đấy, có quen cơm trái đúng không? À, đây, đây là cách làm. Thì đây là cái nồi bột gạo, bạn nó rưới từng giọt vô, rồi từ xong rồi nó cô đặt lại nhau thành nguyên một dề cơm trái. Hôm nay mình mới biết được cái sản phẩm được làm như vậy. Đây bạn này làm đây. Thì cái địa chỉ này là địa chỉ của em không em? Đây các bạn, à, địa chỉ nha, 132 Phan Văn Hớn, Xuân Thế Thượng, Hóc Môn. Có số điện thoại luôn nè bạn, 0986451689 là số này của em hả? Rồi ai muốn liên hệ làm cơm trái thì liên lạc với bạn này nha các bạn. Rồi, em tên gì? Rồi bạn Hoa. Hoa làm cơm trái bán bỏ mối luôn. Thì ai muốn dùng thì ấy nha, liên lạc với bạn Hoa nha. Rồi đây bạn Hoa sẽ làm lại một cái nữa cho mọi người xem đây. Đó, mình rưới từ từ vô. Hay quá, đến giờ mình mới biết cái công đoạn làm cơm trái nó như vậy đây. Nếu em cái cô đặc của nó là do dầu nó dưới nhiệt độ dính lại với nhau hay là do cái cách mình pha bột đặc lỏng nữa? Pha bột đặc lỏng đúng không? Mới dính vô nhau đúng không? Đó không bạn? Hồi trước thì anh cứ tưởng đâu là người ta lấy cái nồi, người ta bỏ cơm vô, ta ép, ta làm. Ta đâu biết là làm bằng cách này đâu. Cái này là xài lửa ga. Đó, đang bắt đầu dính lại từng về từ từ đó các bạn. Thú vị ha. Thì cái này á, khi mà nó nguội rồi đó, nó sẽ ra từng dề như vậy, rất là giòn. Nãy Dũng mới thử rồi, rất là giòn. Thì cái này mình có thể là bỏ trà bông lên nè, rồi thêm mỡ hành, nước tương, cái tùy theo cách mà mọi người buôn bán ra, họ sẽ trang trí với lại tẩm ướp. Thú vị quá. Đây sắp sửa có thêm một cái bánh cơm trái nữa ra nè các bạn ơi. Thì tầm khoảng 3 phút em, khoảng 3 phút là có không em? Khoảng 3 phút là có một cái dề cơm trái. Hồi trước Dũng tưởng nó là từng cái hạt gạo mình bỏ vô mình rang lên. Thì hôm nay Dũng mới biết là mình xay một gạo ra rồi cái mình chiên lên nó mới lên được một cái dề cơm trái. Quá hay. Sao em biết được cái bí quyết này hay vậy? Anh trai của bạn Hoa chỉ cho bạn Hoa làm cái này. Hay quá. Lửa đã hả bạn ha? Anh Quý ơi. Em ở ngay chỗ này là cũng là trong khu Xuân Thế Thượng luôn không? Cũng là Xuân Thế Thượng ngay chỗ Dũng ở luôn nha các bạn. Đó, ra được một dề cơm trái nè bạn ơi, quá đã luôn. Rồi lại thêm cái bánh thứ ba. Đó, các bạn xem cận cảnh nha, rõ hơn nha. Thú vị ha. Dũng như cố gắng mỗi ngày, Dũng có một cái video mới lạ gửi đến mọi người nha mọi người. Em như vậy là cái nhiệt độ để mà làm cái này là luôn luôn mình để lửa cao hay không? Lửa vừa ấy thôi.
lửa vừa rồi, ngay từ đầu để lửa vừa ngay cái mức này luôn để cho dầu khỏi cháy hay là như thế nào? Nếu vừa thì bánh nó giòn ngon à? À, để lửa vừa bánh nó mới giòn nha các bạn, mới ngon. Rồi đây ok, anh em bạn bè nào ở Xuân Thái Thượng cần mua hay cần đặt hàng thì liên lạc với bạn Hoa qua số điện thoại lúc nãy Dũng đặt nha, ủng hộ nha. Ở đây bạn Hoa là cũng có bán kèm bánh cuốn nữa. Bánh cuốn là bán ban ngày. Dạ, em bán buổi sáng. À, bánh cuốn là bạn Hoa bán buổi sáng. Đây bạn. Đây, bánh cuốn nóng bán buổi sáng nha, có số điện thoại luôn. Rồi, địa chỉ luôn đây. Dũng đọc lại lần nữa nha, địa chỉ là 132 Phan Văn Hớn. Đây, ấp 7 đúng không em? Ấp mấy? Ấp 7 ạ. Rồi, Phan Văn Hớn nha, Xuân Thái Thượng, Hóc Môn. Thì đây Dũng chỉ cho các bạn luôn. Đằng kia là cái đèn xanh đèn đỏ, đằng kia là ngay góc ngã ba Trần Văn Mười, Phan Văn Hớn. Mình đi thẳng qua đèn xanh đèn đỏ luôn là chào Bà Điểm nha các bạn. Đi ngược về hướng này. Đi ngược về hướng này tới cái tiệm của bạn này, bạn Hoa. Có công mài sắt có ngày nên kim nha các bạn, thì chỉ cần kiên nhẫn tí, chịu khó tí, tìm tòi học hỏi thì buổi chiều tối bạn Hoa cũng làm việc kiếm thêm tiền. Của em nếu mà làm đặc hơn nữa thì nó có bị vãi không? Nó sẽ khô không giòn ạ. À, nếu đặc hơn thì nó không giòn phải không? Dạ. Với lại lúc mà mình nhiễu giọt giọt xuống phải nhiễu đều tay phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. À. Đây nè các bạn. Đó bạn xem lại nha, có nhiều điều tay. Chứ nhưng mà nếu mà làm mỏng quá thì nó bể rất ra. Còn làm đặc quá thì nó sẽ không có giòn, nó còn ẩm ướt. Đúng rồi, nó mau mềm nữa. Theo bạn Hoa thì ngoài cách này ra còn cách nào khác nữa không? Cách làm á? Dạ không. Là hầu như ai cũng làm theo cách này hả? Dạ chỉ có người trong nhà thôi anh ơi. À. Có nghĩa là những người trong nghề người ta làm, nhưng mà theo em là sẽ làm cách này phải không? Dạ. Rồi anh cảm ơn bạn Hoa nhiều nha. Rồi có gì anh em tới ủng hộ, ai cần đặt hàng làm để buôn bán á thì cái này bạn Hoa giao, cái này là có cho bông luôn hay là chỉ giao thô như vậy thôi? Rồi thì sản phẩm của bạn Hoa làm ra sẽ giao thô, thì các bạn sẽ bỏ thêm chà bông rồi mới hành này cái cá vô bán nha các bạn. Các bạn thì một ít nội dung nó về cách làm cơm trái Dũng gửi đến các bạn như vậy. Chúc các bạn buổi tối ăn lành nha các bạn. Đi làm về mệt mỏi, có rất nhiều thời gian ở bên gia đình nghỉ ngơi. Và ngày mai đi làm tiếp vui vẻ và nhiều thu nhập nha các bạn. Nếu các bạn thấy video nó trung thực và nó nhiệt tình thì các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ kênh giúp Dũng nha các bạn. Để mà Dũng có thêm động lực làm thêm nhiều video mới gửi đến các bạn. Xin chào thân ái, tạm biệt các bạn.